Các đội đã mang đến hội diễn 200 tiết mục đặc sắc với các thể loại ca múa nhạc có chủ đề ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi quê hương đất nước và truyền thống lịch sử văn hóa của quê hương Phú Yên. Qua đánh giá của ban tổ chức, hội diễn nghệ thuật quần chúng huyện Phú Yên lần này, các đoàn đã khai thác và giới thiệu những làn điệu dân ca, hát dân gian, âm nhạc truyền thống, tập hợp được lực lượng diễn viên, nghệ nhân xuất sắc, chuẩn bị đầy đủ những dụng cụ, đạo cụ, trang phục cần thiết, xây dựng chương trình với nhiều ý tưởng hay và độc đáo. Đặc biệt, hội diễn lần này có nhiều tiết mục múa được biên đạo dàn dựng và biểu diễn với phong cách đổi mới, khai thác hiệu quả vốn văn hóa dân gian các dân tộc và tiếp thu bổ sung nét tiên tiến, thể hiện được ý tưởng nghệ thuật cao, tạo điểm nhấn trên sân khấu. Nhiều giọng ca mới có chất giọng truyền cảm, phong cách biểu diễn tự tin được các nghệ nhân thể hiện đã góp phần làm phong phú thêm các loại hình nghệ thuật biểu diễn, phục vụ nhu cầu hưởng thụ của đông đảo quần chúng nhân dân. Kết thúc hội diễn, ban tổ chức đã trao giải nhất khối xã thị trấn cho xã Huy Thượng, giải nhất khối cơ quan đơn vị trường học lực lượng vũ trang cho đội văn nghệ phòng giáo dục đào tạo, trao các giải nhì, ba, giải phong trào và trao giải AB cho từng thể loại tham gia hội diễn.